Xin chào các bạn, mình là Phạm Hữu Dư, mình đến từ vietdesigner.net. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một thủ thuật nhỏ về YouTube. Đó là tua nhanh và tua chậm video khi xem trên YouTube. Thì cái tính năng này nó đã có từ lâu rồi. Tuy nhiên thì mình tin chắc là nhiều bạn sẽ không để ý đến tính năng này đâu. Sở dĩ tại sao mà mình lại khẳng định điều này là bởi vì thỉnh thoảng mà có nhiều bạn khi xem video trên vietdesigner thì phàn nàn là tại sao video lại thao tác quá nhanh và các bạn ấy không theo kịp. Thì điều đó có nghĩa là các bạn ấy đã chưa sử dụng đến tính năng tua chậm video lại rồi. Thì chính vì vậy mà hôm nay mình sẽ làm một video để mà hướng dẫn về cái này làm một lần nữa. Thì mình sẽ lấy cái video này để mà làm hướng dẫn luôn. Đây là một cái video speed painting trên phần mềm Paint Tool Size. Thì ở cái video này tác giả đã tăng tốc video lên rất là nhiều để mà cái thao tác nhanh và cái kết quả sớm được hoàn thành. Thì mình sẽ thử click vào. Như bạn có thấy thì video rất là nhanh. Thì nếu như các bạn muốn xem video này chậm lại, thao tác chậm lại thì các bạn sẽ lưu ý đến cái biểu tượng hình bánh răng cưa này, đó là setting. Và đây chính là điều chỉnh tốc độ speed. Hiện tại thì video đang ở chế độ mặc định là normal, có nghĩa là bình thường, không nhanh không chậm. Các bạn click vào thì các bạn sẽ thấy được như thế này. Ở phần trên đó là tăng chậm và ở dưới là tăng nhanh. Mốc tăng chậm thì có hai mốc là 0,5 và 0,25, và tăng nhanh thì có 1,25, 1,5 và 1,2. Thì 0,5 ở đây có nghĩa là các bạn sẽ giảm tốc độ lại một nửa, có nghĩa là bằng 1/2 so với tốc độ bình thường. Mình sẽ thử lướt vào đó thì các bạn sẽ thấy tốc độ nó lại giảm đi một nửa rồi. Các bạn nghe nhạc nền là các bạn đủ hiểu. Và nếu như mà các bạn cảm thấy là video nó vẫn còn nhanh quá và không theo kịp, các bạn có thể chọn 0,25, có nghĩa là bây giờ là tốc độ bây giờ chỉ còn bằng 1/4 so với cái tốc độ gốc của video này. Đó thì bạn sẽ thấy nó thao tác chậm hơn và dễ theo dõi hơn rồi. Và ngược lại, nếu như các bạn lại muốn xem video nhanh hơn, giả sử như các bạn đang không có thời gian để mà xem hết video này có tới 20 phút lần, thì các bạn có thể ấn nhanh, ví dụ như là 1,25, tăng thêm chút xíu nữa. Nếu mà vẫn chưa thấy đủ nhanh, các bạn muốn như bạn tông 1,5. Bây giờ nghe nhạc này éo rồi đó, nghe là nó đã tốc độ tăng nhanh rất là nhanh rồi, và maximum là 2, có nghĩa là tốc độ bây giờ đã được tăng lên gấp đôi. Ok, thì cái hướng dẫn này đơn giản tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thì nếu như mà các bạn nào mà thích video nó hay nó hữu ích thì các bạn có thể ấn like video này để ủng hộ mình ha. Còn không thì có thể subscribe channel của Việt Designer ở địa chỉ là youtube.com duyệt Việt Designer Next để theo dõi các video hướng dẫn về đồ họa cũng như các video cơ bản về các thủ thuật tin học. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.